Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ năm ngày 16 tháng 6 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 16 tháng 6 năm 2022, tức ngày 18 tháng 5 âm lịch, ngày Canh Tý, cụ thể như sau. Trực, phá, nên chữa bệnh, phá rỡ nhà, đồ vật. Tuổi xung ngày, Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần. Tuổi hợp trong ngày, ngày Tý, Lục hợp Sửu, Tam hợp Thìn và Thân Thành Thủy Cục. Giờ Hoàng Đạo, giờ Tý, từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Hướng tốt xuất hành, Tây Bắc, Tây Nam. Xem tử vi hàng ngày dự báo 3 tuổi thuận lợi hơn người trong ngày thứ năm này sẽ là tuổi Mão, tuổi Dần và tuổi Hợi. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 16 tháng 6 năm 2022 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Thương quan khiến người tuổi Tý có thể phải hụt hẫng vì những gì đang diễn ra không được như mong đợi. Bạn nên chú ý đến sự khác biệt giữa thực tế và lý tưởng, từ đó điều chỉnh cảm xúc cá nhân. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2022, được xem là ngày tam nương sát. Ngày này theo quan niệm dân gian, đó là ngày xấu. Ngày này kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Bản mệnh lưu ý để tránh thực hiện những việc trên trong ngày hôm nay. Thủy khí vượng cũng là lúc bản mệnh nên chậm rãi, từ tốn hơn với các kế hoạch sức khỏe. Đừng nên làm gì quá sức, bao gồm cả việc tập luyện cho mục đích cải thiện thể lực. Bạn ưu tiên bài tập đơn giản nhưng vẫn hiệu quả, sẽ tốt hơn là cố gắng thể hiện. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, đừng xem thường lời khuyên của ai đó. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, tránh nói ra suy nghĩ quá chủ quan. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, nghe một bản nhạc vui giúp tinh thần bạn cải thiện. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, học cách nói không để tránh lãng phí nguồn lực. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, hãy trở nên duyên dáng hơn trong mắt mọi người. Con số may mắn, 5, 2, giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Người tuổi Sửu được chính ấn nâng đỡ để tránh phạm những sai lầm trong ngày này. Người đang tìm việc có thể có được sự giúp đỡ của gia đình, người thân. Hãy lựa chọn cuộc sống ổn định, điều chỉnh lý tưởng theo hướng thực tế và sáng suốt hơn. Tam hội cũng là cơ hội để cân bằng và cải thiện các mối quan hệ của mình với đồng nghiệp, cấp trên. Đừng để những xung đột làm tổn thương cả hai phía, khiến hai bên khó tương tác trong công việc. Ngũ hành xung khắc cho thấy tài chính là vấn đề khiến nghĩ ngợi rất nhiều trong ngày hôm nay. Bạn có xu hướng lo lắng nhiều về thu nhập và chi tiêu, cần duy trì thái độ thực tế và tiết kiệm cần thiết. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, hạn chế mâu thuẫn với người khác. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, lên kế hoạch lại cho việc mình làm. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, bạn đủ năng lực để xử lý khó khăn hiện tại. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, tránh để sự bất đồng quan điểm gây hại. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, thôi suy nghĩ viển vông về tương lai. Con số may mắn, 1, 9, giờ tốt, 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, vàng. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Xem tử vi hôm nay, thiên tài xuất hiện trong cung tài lộc thôi thúc người tuổi Dần kiếm tiền, làm giàu. Đồng thời, nó cũng khiến bạn chi tiêu nhiều hơn để chống lại những tác động tiêu cực từ thế giới bên ngoài. Ngũ hành tương sinh cho thấy hôm nay phù hợp để hàn gắn tình cảm với một nửa của mình. Bạn không chỉ nói mà nên có những hành động thể hiện sự hối lỗi của mình thì đối phương mới mở lòng cho bạn. Xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, khuyên bản mệnh nhất định phải kiêng cữ, chôn cất, khai trương, chỗ cửa dựng cửa, khai thông đường nước, đào ao móc giếng, thừa kiện, đóng giường lót giường. Những việc này nếu thực hiện trong hôm nay sẽ dễ rước xui xẻo đấy nhé. Tử vi tuổi Giáp Dần,
thủy, được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, tính toán tốt hơn, cải thiện tài chính. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, bạn đã tiết kiệm được một khoản đáng kể. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, những trăn trở của bạn đã được tháo gỡ. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, thu nhập cải thiện rõ rệt, mang thêm động lực. Con số may mắn 4, 5. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: tím, trắng. Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Người tuổi Mão có chính tài để nương tựa nên tự tin với các kế hoạch kinh doanh kiếm lời của mình. Không ít người gặt hái thành công trong ngày hôm nay. Ngũ hành tương sinh cho thấy tín hiệu tích cực về khía cạnh sức khỏe của bản mệnh. Nhiều người mắc bệnh nay tìm thấy tia hy vọng mới để bạn tiếp tục đối mặt với bệnh tật. Bên cạnh đó, nhiều người tìm ra lối ăn uống phù hợp với thể trạng của mình và dần thay đổi cho đúng hướng. Ảnh hưởng của hình hại vô lễ khiến con giáp tuổi Mão khó kiểm soát được sự nóng giận. Lòng tự tôn khiến bạn không cho phép ai đó thể hiện sự thiếu tôn trọng mình. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy, hãy biết đủ, chớ nên đòi hỏi quá nhiều. Tử vi tuổi Đinh Mão, hỏa, tính không thực tế khiến bạn thất vọng. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ, hơn dỗi chỉ khiến hai người xa cách. Tử vi tuổi Tân Mão, mộc, học hỏi điều mới mẻ khiến bạn trẻ trung hơn. Tử vi tuổi Quý Mão, kim, hạn chế phạm sai lầm cũ. Con số may mắn 7, 2. Giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, xám. Quý nhân phù trợ: Sửu, Tỵ, Thìn. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi ngày 16 tháng 6 năm 2022 tuổi Thìn. Thiên ấn ghé thăm mang lại sự trợ giúp. Hôm nay ai đó sẽ đưa cho con giáp tuổi Thìn một lời khuyên giá trị, giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều thời gian, công sức, thậm chí còn giúp bạn củng cố hình ảnh của mình theo hướng tích cực hơn. Đừng quên dành cho họ lời cảm ơn nhé! Tam hợp mang lại phút giây thảnh thơi, an bình bên một nửa yêu thương, nhờ đó mà cả hai cảm nhận rõ sự gắn kết. Nếu có thể, hãy cùng gặp gỡ các cặp đôi khác hoặc cùng tổ chức một buổi picnic để gia tăng trải nghiệm cho cả hai. Ngũ hành xung khắc chỉ ra những sai lầm tiền bạc mà bản mệnh có thể vướng phải trong ngày hôm nay. Bạn nên nhớ rằng cân bằng thu chi chính là chìa khóa cho giải pháp liên quan tới tiền của bạn tại thời điểm hiện tại. Tử vi tuổi Giáp Thìn, hỏa, những gì bạn nói có tính thuyết phục cao. Tử vi tuổi Bính Thìn, thổ, đừng nói quá nhiều lời nói mất trọng lượng. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mộc, nên xem xét lại tình hình tài chính. Tử vi tuổi Canh Thìn, kim, tình cảm vững bền và hạnh phúc. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thủy, nhận được lời động viên của mọi người. Con số may mắn 8, 2. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, nâu. Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Thiên quan dự báo trong công việc xảy ra chuyện không như ý. Tuổi Tỵ nên xem xét lại áp lực bạn đang phải chịu trong sự nghiệp và chọn một hướng đi phù hợp với mình hơn ở giai đoạn này. Tập trung vào điểm mạnh cũng như điểm yếu cá nhân, suy nghĩ rộng ra để tránh những lựa chọn sai lầm. Thủy, hỏa, xung khắc mang lại trải nghiệm không tốt trong chuyện tình cảm. Trong đời sống gia đình, những áp lực liên quan đến cả hai phía khiến bạn dễ dàng đưa ra các quyết định lớn như ly hôn. Bạn nên bình tĩnh, kiểm soát lựa chọn một cách lý trí hơn. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng nam, phía trong phòng giã gạo, nơi xay bột và phòng thai phụ ở. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa, đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hỏa, ngừng so sánh bản thân với người khác. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, gia đình tiếp thêm cho bạn lòng dũng cảm. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, nhớ lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, công việc không hiệu quả như mong đợi. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, tìm xem bạn sai ở đâu để sửa. Con số may mắn 0, 6. Giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ:
Dậu, Sửu, Thân, tử vi tuổi Ngọ. Nhờ có chính quan mà người tuổi Ngọ có thể nhận được lời khuyên thích hợp từ những người trong gia đình, từ đó chọn cho mình một hướng đi thực tế và hiệu quả hơn trong sự nghiệp. Lục xung liên quan đến những thay đổi trong gia đình, tình cảm, đòi hỏi bình tĩnh nhiều hơn, nếu không dù chuyện bé cũng xé ra to, làm hỏng hết cả kế hoạch trong tương lai. Thủy, hỏa, xung khắc khuyên bản mệnh nên coi trọng sức khỏe của mình hơn. Cho dù bạn có đọc bao nhiêu lý thuyết mà không áp dụng vào cuộc sống cũng vô ích. Đơn giản như việc đi ngủ sớm mà bạn vẫn chưa làm được, thì xem chừng bạn khó có được cuộc sống cân bằng. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, tránh thái độ kiêu căng, ngạo mạn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, ở đâu có ý chí, ở đó có con đường. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, hãy thôi trông đợi vào người hay thất hứa. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, tránh bánh vẽ khiến ai đó thất vọng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, hãy nói ra những điều hay, lẽ phải. Con số may mắn 5, 6. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: tím, đỏ. Quý nhân phù trợ: Tuất, Mùi, Tý. Tử vi tuổi Mùi. Tác động của tương hại đã giảm nhẹ khi con giáp tuổi Mùi hiểu rõ vị thế của mình ở đâu, nhất là trong tương quan với người thân trong gia đình. Bạn biết với ai thì bạn được tôn trọng, thương yêu, trong khi đó thì ai luôn tỏ thái độ xem thường và chê bai bạn. Chính ấn hỗ trợ để người tuổi Mùi nhận ra đâu là nhiệm vụ cần tập trung, đâu là việc có thể tạm gác lại, nhờ đó mà hiệu quả cao hơn. Ngoài ra, bạn cũng cần cố gắng cải thiện giao tiếp, thảo luận cởi mở với đồng nghiệp, cấp trên. Ngũ hành xung khắc cho thấy, không phải bạn làm gì cũng được đối phương ủng hộ. Lúc này thay vì tranh cãi thì lắng nghe, biết đâu họ có thể cho bạn một gợi ý hay ho nào đó. Nếu bản mệnh quá đề cao cái tôi thì hôn nhân sẽ thường xuyên trong tình trạng căng thẳng. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, khó khăn chỉ là tạm thời, hãy vững tin. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, chớ nên ăn cắp vặt những món đồ linh tinh. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, thôi than thở vì khó khăn hiện tại. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, công việc đã thuận lợi hơn nhiều. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, dù sao cũng phải nhớ giữ chữ tín. Con số may mắn 8, 4. Giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: hồng, trắng. Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, tỷ kiên hối thúc khiến tuổi Thân khó suy nghĩ thấu đáo, tư duy nóng nảy, bực bội có thể khiến bạn đưa ra những lựa chọn sai lầm, ảnh hưởng đến cuộc sống trong vài tháng tới. Tam hợp cho thấy, hạnh phúc hiện tại như đang bù đắp cho những mất mát của bạn suốt thời gian dài vừa qua. Những sóng gió giờ cũng đã tạm qua đi, để lại cho bạn sự yên ổn như mình từng mong. Thủy, kim, tương sinh, mang tới tin vui liên quan tới sức khỏe, hoặc có thể nghe tin về kỳ nghỉ sắp tới, khiến tinh thần bạn phấn chấn, trở nên háo hức, vui vẻ hơn. Ngoài ra, có người khi tài chính được cải thiện cũng cảm thấy an vui hơn. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, càng hiểu biết bạn càng tự tin. Tử vi tuổi Bính Thân, hỏa, bạn đau lòng cho hoàn cảnh của người khác. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, tình cảm nồng ấm hơn ngày xưa rất nhiều. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, sức khỏe đã tốt hơn trước rất nhiều. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, đối phương giúp đỡ cho bạn rất nhiều. Con số may mắn 5, 9. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, đỏ. Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Kiếp tài khiến tâm lý của người tuổi Dậu bị ảnh hưởng, bạn dễ có xu hướng suy nghĩ tiêu cực hơn. Lời khuyên cho bạn là đừng để những cảm xúc lấn át ý chí ngày hôm nay. Hãy có một cái nhìn khách quan hơn về mọi vấn đề, điều đó sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn chính xác cho mình. Ảnh hưởng của tương phá lại không quá đáng ngại, vì đây là giai đoạn tốt để tăng cường hiểu biết, nhìn nhận, đánh giá lẫn nhau trong đời sống tình cảm. Đừng nghĩ về những chuyện cũ hay nghi ngờ làm tổn thương nhau. Ngũ hành tương sinh giúp bạn có được những lời khuyên hay ho từ người thân. Khi bạn cảm thấy mất phương hướng, thì họ chính là người chỉ lối cho bạn
biết mình nên làm gì tiếp theo. Bạn thực sự may mắn khi có những người này ở bên mình. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, nảy sinh rắc rối liên quan đến tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, tương lai vững vàng hơn khi hai người tin tưởng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, cẩn thận với người có âm mưu phá hoại. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, cùng chia sẻ khó khăn với một nửa của mình. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, bạn là người quyết định tương lai. Con số may mắn 4, 0. Giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường nâu, trắng. Quý nhân phù trợ Tị, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Tử vi hôm nay nhận thấy ngày có thiên ấn che chở nên tuổi Tuất có được rất nhiều sự quan tâm, chú ý. Dù bạn muốn hay không, hãy tự hào với những lựa chọn của bạn và làm tốt công việc của mình, vậy thôi. Ngũ hành xung khắc cho thấy thực tế phũ phàng khiến người tuổi Tuất thiếu niềm tin về chuyện tình cảm. Bạn nên chú ý đến những mâu thuẫn, căng thẳng trong đời sống thực, thay vì lúc nào cũng chỉ chăm chăm mơ mộng. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 18 âm lịch, nhân thần ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, chớ nên đổ lỗi cho hoàn cảnh hay số phận. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, có niềm tin mù quáng vào kẻ không đáng. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, cơ hội để bạn tiến xa hơn trong công việc. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, hãy kiên nhẫn hơn trong từng việc bạn làm. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, chớ nên đứng núi này trông núi nọ. Con số may mắn 1, 7. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường vàng, cam. Quý nhân phù trợ Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, thực thần thúc đẩy cho vận trình của tuổi Hợi hôm nay được thuận lợi hơn. Cần làm rõ trách nhiệm và nghĩa vụ giữa bản thân với mọi người, lắng nghe sự tư vấn của người lớn tuổi. Khi có tam hội xuất hiện, khuyên bản mệnh khi ở trong gia đình, bạn cần học cách lắng nghe, chia sẻ, tôn trọng mối quan hệ cha mẹ với con cái. Học cách trân trọng cảm xúc của nhau sẽ giúp mối quan hệ được cải thiện. Thủy khí vượng khuyên bản mệnh sắp xếp công việc khoa học hơn để dành thời gian nghỉ ngơi, nhất là khi bạn thường xuyên trong tình trạng mệt mỏi. Chớ nên làm việc quá sức trong hôm nay, nếu không bạn sẽ dễ bị ốm nặng, cần thời gian dài mới có thể phục hồi được đấy. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, hãy cân nhắc để có quyết định khôn ngoan nhất. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, bạn may mắn có được gia đình hạnh phúc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, tránh tâm lý đánh đồng mọi thứ như nhau. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, tính toán lại kế hoạch tiền bạc của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, không nên quá tin người bạn nhé. Con số may mắn 2, 3. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường đen, trắng. Quý nhân phù trợ Tí, Sửu, Mùi. Đánh giá tử vi ngày 16 tháng 6 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi may mắn nhất trong ngày: Dần, Sửu. Con giáp vướng nhiều rắc rối nhất: Mão, Tý, Dậu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé.